Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả quý vị khán giả thời gian qua đã ủng hộ mình và mong mọi người ủng hộ luôn cái kênh nhỏ to tâm sự của mình các bạn ơi. Đôi khi mình chia sẻ những cái thông tin bên kênh Phương Văn Official, mình up lên có những cái trục trặc gì thì mình sẽ up bên cái kênh nhỏ to tâm sự ha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái video này liên quan tới vụ 100 triệu mà cô Linh Trang cho rằng là ai đó đã lừa đảo hả các bạn. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ hai ý các bạn ơi. Ý thứ nhất là mình đưa ra cho các bạn những cái bằng chứng cứ mà cô Linh Tinh này có liên quan tới một cái người lừa đảo, đó là Lâm Thành Niệm hả các bạn. Ý thứ hai, mình xin phép tất cả mọi người, mình gửi đến Mạnh Thường Quân và tất cả cộng đồng mạng trong nước cũng như ngoài nước có đôi điều tâm sự hả các bạn. Khi mà chúng ta chia sẻ cái câu chuyện về cô Linh Lan đó các bạn ơi, thật sự cái cô này cổ làm phim dài nhiều tập các bạn. Thì tất cả quý vị khán giả cũng mong muốn là cái vụ việc sẽ lắng xuống và kết thúc để đem lại sự bình yên cho gia đình thầy cô. Bao nhiêu tháng ngày họ rất là đau khổ vì cái cô Linh Lan này rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái cô Linh Tinh này đâu có chịu dừng lại các bạn ơi. Vậy mà phía bên kia còn nói là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng các bạn. Cái câu này phải dành cho phía Ái Vân và thầy cô mới đúng chứ. Gia đình của người ta đã âm thầm đau khổ từ bấy lâu nay rồi các bạn ơi. Trong cộng đồng mạng thấy không, từ trước tới giờ có con vợ bé bồ nhí nào mà làm loạn cộng đồng mạng và trơ trẽn như cô Linh Lan này không các bạn. Cho tới ngày hôm nay thì liên quan tới cái vụ 100 triệu đó. Thì bấy lâu nay là 4 tháng rồi, những người mà cô chửi bới nặng nề đó các bạn, thì đài truyền hình cũng lên tiếng nè, báo chí cũng đã lên tiếng. Nhưng những cái người đó là không xi nhê, chỉ có YouTube nó càng quét cho một số kênh đó là bị đánh gậy. Thì sau đó mới bớt chửi thôi các bạn. Tại vì những cái người đó là coi như mọc lên như nấm để bảo vệ cô Linh Lan, mà họ không hề biết được những cái quy định và những cái nguyên tắc cộng đồng của YouTube đưa ra. Thành ra lên cộng đồng mạng muốn chửi gì là chửi hả các bạn? Và dùng những lời lẽ tục tiểu và thật là xấu hổ luôn các bạn. Lên cộng đồng mà chia sẻ như vậy không có một cái văn hóa ứng xử nào trong cộng đồng á. Và đồng thời á, cũng không có tôn trọng khán giả nữa các bạn ơi. Mình cũng không hiểu tại sao những người khán giả là họ dễ dàng như vậy. Khi mà họ xem những cái video mà chửi tục, chửi tiểu như vậy là họ chấp nhận và họ ủng hộ, họ like. Và họ là có những cái lời mà ủng hộ hết sức là mãnh liệt luôn các bạn. Mình không hiểu nổi rồi các bạn à. Đôi khi là các bạn mở một cái video nào lên, các bạn nghe người ta chia sẻ thông tin hoặc là những cái lời nói nhẹ nhàng thì mình cảm thấy là mình dễ chịu hơn chứ. Còn cái này mình mở cái video lên mà mình nghe những lời tục tiểu như vậy không à. Các bạn luôn binh vực. Mà đã là đi sai quá rồi mà các bạn không dừng lại, tôi không hiểu vì sao á. Các bạn theo dõi cô Linh Lan này ủng hộ một đoạn đường thôi chứ. Còn bây giờ là cô đã vạch trần sự thật hết rồi, cổ là lừa đảo. Lừa đảo cộng đồng trong nước lẫn ngoài nước, lừa đảo từ người trẻ cho đến người cao tuổi luôn các bạn. Và bản thân cô này có hơn 30 tuổi đầu thôi mà lập ra một cái kế hoạch rất là kinh khủng luôn các bạn. Từ khi mà lừa đảo trong gia đình của và Vân Quang Long đứng lên, tôi là Linh Lan, tôi là vợ chính thức, là vợ hiện tại. Và đứng lên trả lời với báo chí luôn chứ, là tôi sẽ sẵn sàng bay về Đồng Tháp để là bàn với ba mẹ lo hậu sự. Mà trong khi đó là mình là một cái người vô danh tiểu tốt, không có được chấp thuận là dâu, mà chỉ là một cái người tình, một người vợ bé đi qua cuộc đời Vân Quang Long mà thôi. Cái cô Linh Lan này á, cô lừa đảo ngay từ đầu rồi. Bây giờ là cổ là thuộc một cái tập đoàn lừa đảo luôn. Lừa đảo cả nhà luôn các bạn ạ. Chứ không phải là một mình cổ đâu. Bây giờ liên quan tới cái vụ 100 triệu này đó các bạn thấy không? Chứng cứ đã có rành rành như vậy mà bây giờ những người binh vực cô Linh Lan này là luôn ủng hộ. Có những người nói là người ta chuyển tiền thì kệ người ta. À, tiền của người ta chứ tiền của mình đâu mà mình lên tiếng. Các bạn ơi, cộng đồng ở đây lên tiếng là vì sao? Là cái sự dối trá của cô Linh Lan chứ không phải nói tiền của mình đâu mà mình lên tiếng. Bạn nói vậy là bạn sai rồi. Khi mà bạn tham gia vào cái cộng đồng này thì các bạn thấy là bạn phải có cái sự tôn trọng. Bạn nói cái gì trên cộng đồng mạng là bạn phải giữ lời. Người ta có quyền nghe, người ta có quyền bình luận và có quyền góp ý với bạn. Trước đây cô Linh Lan này
từng nói là một người lừa đảo cô 100 triệu. Các bạn thấy anh em nghệ sĩ nè, thậm chí mình cũng vậy đó, mình làm một vài cái video mình nói về cái anh lừa đảo đó, ai cũng bức xúc, cộng đồng mạng ai cũng bức xúc cái vụ việc mà lừa đảo người ta 100 triệu. Cái số tiền nó lớn lắm chứ các bạn, mà trong khi đó là Vân Quang Long mới nằm xuống à. Lúc đầu đâu có biết là cổ là vợ bé bồ nhí gì đâu, mà sau này mới biết là tự cổ đứng lên cổ khai đó các bạn. Đó, mình là vợ hờ, đại bác bắn không tới mà mình nhào vô mình đòi là vợ chính thức, vợ hiện tại, không thấy nhục. Các bạn ơi, những cái con mà tiểu tam, những cái người mà đi giật chồng người khác đó, các bạn thấy rồi, họ là họ có cái chiêu lắm. Thứ nhất, cái chiêu về tình cảm thì không nói rồi, và có cái chiêu khác nữa, họ muốn lấn sân các bạn. Mà thực tế cái cô Linh Lan này các bạn thấy lấn sân hơn, muốn làm bà nội luôn chứ làm vợ gì nữa. Đó, ba mẹ chồng thì coi không ra gì, bây giờ là muốn dìm vợ lớn người ta luôn. Vậy mà đứng lên bên vực, những người YouTube bên kia đứng đằng sau lưng chửi rủa quá trời nhiều luôn vậy đó, mà không nói gì. Còn ai mà đụng tới cô là cô lên video mặt nhăn mặt nhó, hễ ai mà đụng tới cô một chút xíu là cổ lên video rồi. Đó, có những ai mà lừa gạt cô cái vụ mà cái trái sầu riêng á, cô nói bây giờ cộng đồng mạng hay tìm cho cô là lừa gạt cái vụ mà ai bán cô trái sầu riêng mà không ngon mà tới 1 triệu mấy đồng đó. Đó, có cái vụ nhỏ thôi mất 1 triệu 4 đồng mà nhảy cho tới nóc nhà lên video rồi này kia nọ, mà còn cái vụ mất 100 triệu thì im re. Các bạn thấy có nghịch lý không? Ai mà đụng tới tiền bạc á là cô Lê Lan này nhảy cho tới ông trời. Mà tại sao mất 100 triệu đồng mà cô không nhảy đi, cô Ngô Thị Trúc Ly đó, cô nói là đi báo công an. Thật sự cô có báo công an không? Đó, bây giờ nếu như cô có báo công an thì bây giờ cô có một cái giấy hẹn, một cái giấy mà trình báo công an đó. Sau khi mà các bạn lên công an đó là làm tờ đơn rồi làm một cái vấn đề gì đó thì cô cũng có một cái giấy tờ đó chứng minh, đưa cho cộng đồng mạng xem là cô có đi báo công an. Xin lỗi bạn à, công an Việt Nam rất là hay, 1 phút 30 giây đã tìm ra cho cô. Còn cái này 4 tháng nay mà cô nói cô đang chờ kết quả, bản thân cô có đi báo hay không? Bà bây giờ mà bây giờ cô nói là có báo công an Vĩnh Long nè, công an thành phố Hồ Chí Minh nè. Cô nói cô phải giữ lời nha, tới công an nha, vi phạm pháp luật nha, chứ không phải muốn nói là cho qua vậy là thôi đâu. Cô là một con người lừa đảo, mà phải nói là gia đình của cô tạo cho một cái tập đoàn lừa đảo, và đồng thời những cái người mà ủng hộ Mạnh Thường Quân cô cũng là theo cô lừa đảo luôn. Có ai trên cõi đời này mà những con người mà vợ bé vợ mọn như vậy mà lừa đảo trắng trợn gì không các bạn? Sau khi Phan Phong đã tìm ra cho mọi người và cho cô, giúp đỡ cô là anh Lâm Thành Niệm, là cái người mà lừa đảo cô 100 triệu, thì cô bắt đầu im lặng ha, cô tìm ra cái kế. Cuối cùng cô post một bài mà ai cũng ngã ngửa hết trơn, mắc cười bà cô quá. Cô lấy mạng sống của cô, con cô để cô dọa người khác hả? Bản thân cô mà có điều gì thì mong pháp luật truy cứu hai cái người này, Phan Phong và anh chàng bán rau. Buồn cười cho cô quá à. Bây giờ cô đi đến đường cùng rồi đúng không? Lừa đảo bây giờ bị người khác vạch mặt rồi. Bây giờ hãy bình tĩnh đi cưng ha. Bây giờ đi lên công an rồi, để là trình báo tiếp theo. Là bây giờ Phan Phong như vậy đó, đã tìm ra cái người này rồi, Lâm Thành Niệm. Mà bây giờ nói em là cái người mà đồng phạm với Lâm Thành Niệm, bây giờ em lên công an em báo. Đó, bây giờ nói có vụ thưa kiện lại Phan Phong. Bạn ơi, cộng đồng mạng mọi người thân mến, bây giờ cái cô này cũng làm một chiêu nữa để cho mọi người quyên góp một cái số tiền khủng về cho cô này đó các bạn. Các bạn thấy từ trước tới giờ ăn không ngồi rồi, ngửa tay xin tiền người khác, bám Vân Quang Long, bây giờ bám hết nổi rồi, bám khi tới chết rồi, bây giờ bám tới Mạnh Thường Quân. Và tôi không biết Mạnh Thường Quân hiểu như thế nào mà luôn lúc nào rót tiền cho cô Linh Lan này, không hiểu nổi nữa. Ngoài kia kìa, còn bao nhiêu người mảnh đời bất hạnh, những người già neo đơn, trẻ em mồ côi và những người cơ nhỡ đó, cần Mạnh Thường Quân thì các bạn hãy ra tay giúp đỡ. Còn cái cô này có cần gì mà giúp đỡ đâu các bạn, lưng dài vai rộng mà, còn trắng trẻo đẹp gái mà, đi ngửa tay xin tiền người khác làm cái gì, lấy con mình ra là đi ăn xin, trời ơi không biết nhục nhã đi ăn xin từ người. Mà Mạnh Thường Quân ơi, các bạn đã đi làm cực khổ vất vả lắm, cái đồng tiền của bạn cho thì bạn phải cho xứng đáng. Còn một cái người mà ăn rồi ngửa tay xin tiền không à, mẹ cô thì cờ bạc cũng có bản án, chị gái của cô là có hành vi trộm cắp tài sản, đây là công an Vĩnh Long xác minh ha các bạn.
Như vậy thì bản thân cô là cái người lừa đảo ngay từ đầu rồi, khi mà dối trá cộng đồng mạng từ trong nước cho tới ngoài nước luôn các bạn ơi. Cái này là thuộc về lừa đảo trên không gian mạng mà mang tầm cỡ quốc tế luôn đó các bạn. Đó, tại vì những cái video của cô mọi người đã xem, và những cái người mà trên thế giới ở đâu các nước đó là họ cũng xem. Đây là một cái không gian mạng mà cô đã lừa đảo trên là cộng đồng mạng và trong nước và toàn thế giới luôn các bạn. Đó là một cái vấn đề hết sức là nghiêm trọng các bạn ơi, cần phải loại bỏ những người này. Chứ còn bây giờ tối ngày đã đưa ra câu chuyện này, câu chuyện nọ, là dựng phim lên để lừa đảo, để hốt tiền mạnh thường quân. Không biết nhục vậy, vậy mà nói bây giờ em ngẩng cao đầu đi trong sự yêu thương của mạnh thường quân. Nhục ơi là nhục luôn, tối ngày ngửa tay xin tiền không à. Đó, bây giờ mấy ông youtuber mà hốt về làm vợ đi, binh vực cho cố vào. Bây giờ lòi ra rồi đó, đó là có liên quan với anh Thành Niệm đó, người quen biết là anh rể hờ đó, là chồng của chị gái của cô ta là Phan Thị Ngọc Nhi đó, chồng hờ đó. Đó, gia đình của cô là toàn là hờ không à, hờ hững chị em ơi. Sống không chịu sống thật mà tối ngày là sống hờ không, chồng mà cũng chồng hờ luôn. Bởi vì giáo dục của gia đình cô có giáo dục được cô đâu, cha mẹ cô không biết như thế nào mà không có sự giáo dục cô, cho nên để những đứa con gái toàn là đi lấy chồng hờ không à. Đó, công an Vĩnh Long đã xác minh cô không có kết hôn, mà cô có Ngô Mẫn Nhi, chị gái của cô Phan Thị Ngọc Nhi, không có kết hôn mà được hai đứa con. Như vậy thì còn đứa em cô là Phan Thị Ngọc Linh đó, xem coi còn có vấn đề gì không. Chắc nếu mà trường hợp ngoại lệ thì có thể là trở thành một người tốt, không thôi là ba chị em cô là cùng một khuôn ha, một khuôn đổ ra đó các bạn. Bây giờ chứng cứ đã rành rành như vậy rồi, ngay từ đầu ha, Vân Quang Long nằm xuống rồi các bạn thấy không, có vài ngày là lên video nói là ai lừa gạt 100 triệu. Cho nên lúc đó cộng đồng mạng mọi người thương tình rất là nhiều luôn các bạn ơi. Mà trong khi đó là chồng con mới chết như vậy mà không lo là tan chế, mà lo ra dựng ra cái cảnh để là lừa đảo cộng đồng mạng nhằm mà thu lại tiền. Ví dụ như bây giờ có cấu kết với Lâm Thành Niệm, anh ơi bây giờ em chuyển cho anh cái số tiền gần 100 triệu như vậy đó, em cho anh 10 triệu. Thì cái ông kia là ông mừng húm các bạn. Tại vì Lâm Thành Niệm hồi tháng 9 năm rồi mới ra tù vì cái tội là chất chứa những cái hàng cấm gì đó các bạn. Đó, thì bây giờ ra tù mà đã hai tội danh rồi, ra ngoài được cái con nhỏ em vợ hờ này nói cho bây giờ anh nhận cái số tiền cho em đi ha, à, bây giờ cho anh là 10 triệu 20 triệu gì, ông nội kia ông mừng húm à. Cho nên là hai người bàn kế hoạch cấu kết với nhau về cái việc mà chuyển tiền như vậy, lừa là đem hũ cho cốt về đó, giả danh anh Hàng Thái Tú. Như vậy hỏi anh Hàng Thái Tú không biết trong cái vụ này có liên quan gì không nữa à các bạn à. Chứ để xem lại ha, khi mà ra hết mọi chuyện mới biết là những người trong cuộc mà họ có cái đường dây là lừa đảo với nhau như vậy đó. Ví dụ như là bây giờ nói mất 100 triệu thì Mạnh Thường Quân cũng thương tình góp cho ha là 100-200 triệu, cảm thấy là ngon ơ rồi, cho anh Lâm Thành Niệm 50 triệu và nhằm nhò gì đâu. Cho nên là trở thành một cái tập đoàn lừa đảo. Nếu như mà cô có báo công an, xin lỗi cô nha, bây giờ 1 phút 30 giây là công an đã tìm ra rồi. Nhưng mà đâu có báo công an đâu các bạn, xạo xạo nói vậy thôi. Bây giờ tính đâu là cho qua chuyện, ai ngờ đâu bây giờ Phan Phong đã tìm ra chứng cứ Lâm Thành Niệm là một cái người mà anh rể hờ của cô. Bây giờ cô bắt đầu không còn con đường để đi rồi. Con đường mà cô đi là con đường là không có ánh sáng le lối cuối đường hầm. Cho nên còn bây giờ một đường đi là đi thẳng vô nhà đá nữa thôi. Để cho cái mặt cô trơ ra, để cho khi đi vào tù á thì họ mới có cảnh tỉnh được các bạn ơi. Những cái người mà vi phạm pháp luật tội lỗi chỉ có nhà đá mới là giáo dục họ được thôi. Chỉ có nước mà cô đi vào đó, khi nào mà ở nơi đó và giáo dục cho cô á thì cô mới trở thành một người mà tốt trong xã hội được. Mà không biết ra ngoài rồi có hoàn lương được hay không, hoặc là ngựa quen đường cũ nữa. Bây giờ con cô á mà bay lớn đó mà cô không có đi làm, cô vẫn còn ngửa tay xin tiền. Cô thấy không, là ấy Vân như thế nào khi cô giật chồng người ta, là ấy Vân con mới có 2 tuổi à, rồi đứa lớn bao nhiêu tuổi đó, người ta phải âm thầm chịu đựng đau khổ để cho chồng người ta theo cô. Và cuối cùng là sao, cô có sống tử tế đàng hoàng với Vân Quang Long hay không, hay là cô đài cho tới chết luôn các bạn. Phải nói là trong cái câu chuyện gia đình của Vân Quang Long, ảnh là một người đàn ông mà thất bại nặng nề luôn các bạn ơi. Trong cái cuộc sống này cũng có nhiều người giống như Vân Quang Long vậy đó, đi theo bồ nhí, vợ hờ, vợ bé, tới chừng nó đạt đích cho, nó đài cho, rồi cuối cùng quay lại vợ lớn,
coi như là thân tàn ma dại rồi mới mình nhận ra cái điều đó là mình đã làm sai. Chứ trước đây á, mình làm khổ vợ con mình đâu có hay, mình đâu có biết. Đó, mình đi theo cái con bồ nhí, cái con linh tinh. Và Vân Quang Long cũng vậy. Ngay từ đầu cha mẹ đã là cấm cản rồi, cha mẹ thấy không được. Đó, vợ đẹp con ngoan, vợ là bác sĩ mà nhà cửa có nè. Một bước lên xe hơi, hai bước lên xe hơi. Mà cuối cùng là mê con tiểu tam này, rồi là ly dị vợ. Rồi, gia đình tan nát. Về vườn sống thấy cuộc sống không? Đó, cuộc đời mà lên voi xuống chó mà các bạn. Đó, anh để lại biết bao nhiêu đau khổ cho cha mẹ anh. Có một thằng con trai duy nhất hả các bạn ơi. Bởi vì ông bà rất là khổ. Đôi khi á, cha mẹ đẻ con á, chứ đâu có là dạy được cho nó những cái tính tình của nó đâu. Bởi vì người ta nói là mình sinh con nhưng mà trời sinh tính đó các bạn ơi. Đâu có thể nào mà hiểu được nó đâu. Tới chừng nó lớn lên rồi nó mê gái kiểu đó là cha mẹ nói nó nghe đâu. Đó, mà mọi người thấy không, sau khi mà Vân Quang Long nằm xuống rồi, cái cô tiểu tam này, cô linh tinh này là quậy nát nước cộng đồng mạng luôn, lừa đảo, coi như là sau khi mà chồng chết được vài ngày à, lên TikTok, lên Facebook là cười te tét rồi đó, có buồn gì đâu, đó, luôn lúc nào cũng vui vẻ, và lập ra một cái kế hoạch để người khác là cho tiền mình. Và đồng thời cái vụ 100 triệu mới mấy ngày nè, Vân Quang Long nằm xuống là lập ra một kế hoạch để lừa đảo cộng đồng mạng. Lừa đảo nhằm hốt thêm được một mớ nào thì hốt. Đồng thời đứng đằng sau những người YouTuber mà bẩn thỉu đó các bạn, là đòi tiền phúc điếu và đòi tiền 30 công đất. Bây giờ lấy cái gì chứng minh mình là cái gì mà mình đòi tài sản của người khác vậy bạn? Con của mình đẻ ra không biết phải là con của Vân Quang Long hay không. Ai đụng tới cô là cô lên video. Bây giờ cộng đồng mạng yêu cầu cô đi xét nghiệm là con bé Hai Lành có phải là con Vân Quang Long hay không. Đâu có dám các bạn. Những người mà chửi mắng thầy cô đòi 30 công đất đó, làm ơn dắt cái cô này cho đi xét nghiệm ADN thử thôi. Vên cái mặt lên mà chửi mắng thầy cô như vậy đó, các bạn thấy là các bạn không có lương tâm và cái đạo đức của các bạn nó không có. Nó không biết trong xã hội này các bạn được sự giáo dục của cha mẹ các bạn, nhà trường, và lớn lên xã hội cũng là giáo dục các bạn, mà tại sao các bạn đi lệch hướng vậy? Các bạn tự cho mình lên có cái quyền chửi mắng thầy cô, nhục mạ, xúc phạm, và xúc phạm tới danh dự của một người nhà giáo nữa, gọi là nhà giáo ưu tú. Đó, các bạn đi trái ngược với thủ tướng và chính phủ rồi ha. Đó, thủ tướng và chính phủ đã đề nghị cấp bằng khen và là phong danh cho một cái danh hiệu nhà giáo ưu tú mà các bạn chửi nhà giáo ưu tú. Các bạn đã đi ngược với chính phủ và thủ tướng rồi, các bạn tự xem lại cái hành động của mình ha. Một ngày nào đó công an sờ gái các bạn rồi các bạn sẽ rung, ngồi đó mà rung đùi ngang cưng. Chửi thì vên váo, chửi do dữ lắm, tới cho công an mà hốt cho á, thì bắt đầu cúi cái mặt xuống à. Bây giờ nhiều người vẫn còn vên váo chửi mắng đó. Báo chí đã đưa tin, báo pháp luật đã đưa tin, báo người cao tuổi, báo ngày mới online vân vân, báo chí ra đầy hết. Mà các bạn vẫn còn u mê, tôi không hiểu các bạn u mê cái gì. Cho rằng là một đoạn đường đi mình thấy là mình binh vực đi. Nhưng mà tới sau này bây giờ là còn cái gì để binh vực nữa các bạn? À, các bạn sẵn sàng nói là binh vực cô Linh Lan, bây giờ lỡ lên voi rồi, xuống chó không được đúng không? Đâu có gì đâu các bạn. Cộng đồng mạng và mọi người đều cho các bạn một cái cơ hội để quay đầu. Các bạn thấy trong xã hội này biết bao nhiêu người mà vi phạm pháp luật không? Đó, vào tù ra tội. Nhưng mà ra ngoài xã hội vẫn chấp nhận mình hoàn lương, mình làm lại cuộc đời của mình là không ai bỏ mình đâu. Và chính bản thân cô Linh Lan này cũng vậy. Cổ bây giờ, cổ đâu có làm lại cuộc đời. Bây giờ hiện tại là muốn đi làm bé người khác nữa hả gì á? À, không bao giờ nhận ra cái sai trái của mình. Trước đây mình đã lỡ lầm như vậy rồi, mình đã sai rồi, mình đi giật chồng người ta, mình đi làm bé, mình phá gia can hạnh phúc gia đình của người khác. Như vậy thì thôi, mình biết như vậy là mình đã sai cả đời mình rồi, mình quay lại đi, mình dừng đi. Đó, còn cái này không đâu. Hết làm bé, làm vợ hờ, rồi bây giờ muốn là lừa đảo để chiếm đoạt một cái số tiền. Mình nói mình không cần tiền, em không cần tiền đâu, em không cần tiền. À, tiền ít em không cần, nhưng mà tiền nhiều là cần á nha các bạn. Đó, bây giờ là bản thân cô luôn lúc nào cũng nghĩ trong đầu cái sự lừa đảo như thế nào để gom về cho cô một cái số tiền nhiều như vậy. Bây giờ mình sẽ show ra cho các bạn nha, những cái chứng từ mà cô này đã chuyển cho Lâm Thành Niệm, ngày giờ tháng có hả các bạn. Khi mà cô chuyển tiền ra là cô còn dại lắm. Quá dại đi mà cô tính là cô khôn bằng 10 lần cộng đồng mạng.
Xin lỗi cô nha, tuổi đời cô mới có 30 tuổi à, mà một mình cô, mà cộng đồng mạng là cô biết mấy chục triệu dân số hay không mà cô lừa đảo được. Một lúc nào thôi người ta cũng nhận ra, mà bây giờ cộng đồng mạng đã nhận ra chân tướng của cô hết rồi. Bây giờ cô là đồng phạm trong cái vụ mà lừa đảo 100 triệu đó. Bây giờ cô trả lời thành tâm đi, có hay không? Cô có quen với Lâm Thành Niệm hay không? Và Lâm Thành Niệm có phải là anh rể hờ của cô hay không? Cô lên video hào hùng lắm, cô nói là những cái người lừa gạt cô mua vé máy bay để đem cái hũ tro cốt về cho là gia đình của cô. Cô tốt quá ha, sao cô tốt ngay từ đầu cô không bàn với ba mẹ Vân Quang Long là cái vụ mà mang hũ tro cốt về như thế nào, chi phí ra làm sao, xây mộ mã như thế nào? Trời ơi, cô xạo mà cô trắng trợn quá. Cô Linh Lan ơi, Ngô Thị Trúc Ly ơi, cái tên của mình Ngô Thị Trúc Ly mà mình dám lấy tên trên cáo phó cho Vân Quang Long là Phan Thị Ngọc Nhi. Bởi vì các bạn thấy từ trước tới giờ gia đình của Vân Quang Long á, đâu có biết tên thật của cổ là cái gì đâu. Cổ lấy nickname là Linh Lan. Cho nên là sau khi mà lùm xùm cái vụ mà YouTuber chửi mắng đó và tự giả danh là vợ của Vân Quang Long, cho nên là công an Vĩnh Long đã xác minh được thân nhân của cô và tự cô lúc đó mới đứng lên khai là mẹ em có ba người con, đó là lấy họ Phan, Phan Thị Ngọc Nhi, Phan Thị Ngọc Linh và cô lọt sổ là Ngô Thị Trúc Ly, may mắn lấy tên được người cha hay các bạn. Đó, bản thân cô và gia đình cô công an đã xác minh hết như vậy, mẹ cô là có tiền án về cờ bạc đánh bài này. Vậy mà đứng đằng sau YouTuber dám nói là thầy cô mượn ba mẹ của cô là 250 triệu để đi đánh bài. Có không Ngô Thị Trúc Ly, trả lời cho cộng đồng mạng biết rồi. Đó, cái lúc đó là báo chí mới gọi xác minh cổ, cổ nói ba mẹ Vân Quang Long là không có mượn, mà là anh Vân Quang Long mượn mẹ em 250 triệu đồng. Đó, bây giờ sau đó là bắt đầu lòi ra có kế hoạch rồi các bạn, lòi ra là Vân Quang Long mượn mẹ em 647 triệu đồng để mua những cái đồ đạc ở trong nhà vườn. Đó, con mẹ nuôi để bác bắn không tới, nói là mua ba cái tivi ở trong nhà vườn, bây giờ chuyển về cho nhà thầy cô. Bây giờ con mẹ nuôi đâu xuất hiện rồi, bây giờ cái cô này cấu kết những người lừa đảo đó, như vậy con mẹ nuôi còn xuất hiện trong cái vụ này nữa hay không, còn là tiếp tục là ủng hộ cho những người lừa đảo nữa hay không? Mẹ nuôi, mẹ đẻ bác bắn không tới, bà là một cái bà già mà phải nói là phải kinh khủng trong cái thế giới này luôn đó các bạn. Một cái người tự xưng danh là mẹ nuôi, vô danh tiểu tốt, đại bác bắn không tới. Ngày chết của Vân Quang Long có xuất hiện cái mặt của bà đâu mà bà nói là bà mẹ nuôi, có ai biết tới bà đâu? Bạn bè tất cả mọi người, cha mẹ Vân Quang Long có ai biết tới bà đâu mà xưng là mẹ nuôi? Cái gì thằng Long cũng nói với tôi hết trơn á. Bây giờ là nhiều lần bà nói thằng Long vô nhà bà, nào là mở tủ lạnh lấy đồ, nào là bà cho tiền đổ xăng. Mới mốt quá Vân Quang Long nó rủ bà đi xuống dưới để việc, tại vì nó thương yêu bà quá mà. Đó, cái gì cũng nói với bà, đi xuống dưới đi tâm sự với bà dưới, mơ mốt bà đi xuống Diêm Dương là tâm sự với Vân Quang Long. Vân Quang Long nó cũng nói với tôi hết, bà đi xuống dưới đó ha, để Vân Quang Long báo cáo tình hình cho bà tiếp. Cô Linh Lan này lừa đảo cộng đồng mạng như vậy mà những cái người YouTuber còn binh vực, tôi không hiểu binh vực cái gì nữa. Sau này ha, bây giờ bắt đầu cô Linh Lan này bắt đầu cười vô mặt các bạn rồi, nói trời ơi sao mấy người YouTuber nó ủng hộ mình mà dại như thế, mà thậm chí là nói trời mấy thằng cha này ngu thiệt luôn đó, mình lừa đảo mọi người từ đầu tới giờ mà vẫn bám theo mình để binh vực mình. Bây giờ có những người YouTuber đó họ bây giờ cạnh tranh nhau, tại sao có những người gọi điện cho cô Linh Lan bắt máy mà người khác lại không bắt máy, bắt đầu họ ganh tị với nhau các bạn ơi. Đó, bây giờ trong nội bộ của họ bắt đầu xáo trộn, tại sao người này là được ưu ái là bắt máy, người kia không được bắt máy. Đó, bây giờ ai mà có nhào vô được thì nhào đi, ai mà nuôi cô cái Linh Lan này nổi thì cứ nhào vô làm vợ đi, ở nhà coi chán vợ gì đó, mấy ông YouTuber này nè nhào vô rước cô Linh Lan này làm vợ. Và có mạnh thường quân nào đó muốn nhận cô Linh Lan là con nuôi mẹ nuôi gì đó, đó bây giờ mang cổ đi đi, mang bển đi rồi sẽ thấy cái cảnh liền. Đó, nói thì hay lắm, lên tiếng gì đó, làm bộ đó, làm bộ ai lên tiếng đó, bắt đầu cô là dàn cảnh nào là có mạnh thường quân bên Úc gửi về mà thật sự là nhờ dì của mình, dì dì họ dì ruột gì đó chuyển tiền về cho mình, nói là tung hô lên, nói là đây là mạnh thường quân. Rồi bây giờ tiếp tục tung hô lên mạnh thường quân ở đâu đó nhận làm con nuôi mẹ nuôi, không có ai nhận cô là một cái con người mà xấu xa lừa đảo trơ trẽn trên cộng đồng mạng và cả gia đình của cô như vậy, mà người ta dám nhận cô là con nuôi ha.
không ai dám đâu, nói thiệt. Nếu mà ai mà có gan lắm á, nếu mà ai có gan mà súng bắn không nổ đó, mới dám nhận cô Linh Lan này làm con nuôi ha các bạn, hoặc là đem về làm vợ, thì sẽ hiểu liền à. Cái gì á, vừa lòng thì thôi nha, không vừa lòng là lên video là chửi cho mà coi, gân guốc mặt lên là bắt đầu chửi. Ngồi trên cái bộ ghế mà mua 51 triệu mỗi ngày ra livestream đó, mà nói là Vân Quang Long mua đồ đạc cho nhà vườn. Vân Quang Long đã mua cho mình mà mình nói là mua cho nhà vườn. Vậy mơ mốt đi xuống Diêm Vương mà tìm ha các bạn. Sau đây là xin phép tất cả quý vị khán giả nha, mình đọc lại một cái kịch bản của một quý vị khán giả đã ủng hộ kênh mình đó. Là mình chia sẻ những cái kịch bản này là thấy vui vui các bạn ơi. Cảm ơn một vị khán giả rất là nhiều ha. Đóng kịch vui tí cũng xàm tí nha mọi người. Lương Lẹo reng ra reng. Alo anh xã hả, em là con Lương Lẹo Trà Xanh mà cộng đồng mạng đặt cho em cái tên mới đó anh. Xin lỗi quý vị khán giả, mới mở đầu vô mà mình cảm thấy mắc cười quá. Cảm ơn anh này ha. Em cũng là vợ không hôn thú của anh từ Dương Gian gọi xuống âm cảnh cho anh đây. Ông xã ơi, sống của anh dưới đó có nghe rõ giọng ông ổng của em nói không ạ? À? Xin lỗi quý vị khán giả, mình đọc tới đây mình đọc nhiều lần rồi mà tới đây mình cũng mắc cười đó. Thôi mình đọc lại tí hơn các bạn ơi. Các bạn ơi, cười cho một chập mà vẫn chưa đọc xong, các bạn xin lỗi nha. Sống của anh dưới đó có nghe rõ giọng ông ổng của em nói không ạ? À? Chồng, ừ, anh nghe cũng chập chờn. Xin lỗi quý vị khán giả, cười quá, đọc tới khúc nào mà cười khúc nấy. Anh này sáng tác cái hài kịch này cũng vui. À, có những người xung quanh mình, gia đình mình nói cái đóng cái kịch hài này đi thi thách thức danh hài được à các bạn ạ. Bây giờ mình đọc tới đâu rồi ta? Anh nghe cũng chập chờn, có chuyện gì nói đi em. Anh bận soạn tiền đô la âm phủ gửi về cho em xài. Đăng Facebook cho vui nè, dưới âm phủ tiền đô hơn bên Mỹ lắm. Em nhắn tên em cho rõ và cụ thể giúp anh nhé. Nhà băng dưới đây quy định giờ kỹ lắm, chỉ sai dấu chấm thôi mà không nhận được. Anh nhờ người ship phát nhanh về cho em nghe nhé. Lương Lẹo nói, vậy hả anh? Nhưng em hỏi anh cái này, anh mượn gia đình em hơn 600 triệu, sao anh không thanh toán mà anh bỏ tôi ra đi mãi mãi vậy? Giờ tôi nói, ai tin tôi đây? Chồng nói, em có bị điên không? Ồ, em xem lại đi, tiền anh bỏ ra xây nhà cho em đó. Thôi, em nói vậy, chồng khỏi gửi tiền đô về nha. Nhớ ở đời sống cho tốt, đừng giả chân nữa, cho người ta nhờ, vĩnh biệt bà. Quay trở lại 100 triệu các bạn ơi, cô Linh Lan này đồng phạm. Không hiểu là bênh vực cô Linh Lan cái gì. Bây giờ dắt đơn đi kiện Phan Phong và anh chàng bán rau hả? Tôi không hiểu các bạn chuyện cái gì. Bây giờ bạn nói là bạn mất cái số tiền như vậy. Bây giờ cộng đồng mạng cũng như là công an hoặc là ai đó đã hỗ trợ giúp đỡ bạn là đi tìm ra cái người mà lường gạt cô 100 triệu. Người ta tìm của cho cô mà ngược lại cô đi kiện. Buồn cười quá luôn đó các bạn. Và những cái người mà lên tiếng không biết là hoa hậu ao làng tài trợ chi phí để cho cô Linh Lan này đi kiện. Các bạn thấy không? Những cái người mà chắc có lẽ là cùng hội, cùng thuyền, cùng phe, cùng hoàn cảnh đó. Cho nên tài trợ. Bạn ơi, bạn hoa hậu ao làng ơi, bạn có thể là đem cái số tiền đó cho những người mà mảnh đời bất hạnh ngoài kia đi. Chứ còn bây giờ là những cái người mà giống như bạn như vậy là đi giật chồng nè. Đó, giống như Linh Lan đó, đi giật chồng người ta nè. Rồi làm loạn cộng đồng mạng xã hội nè. Mà bây giờ cái người đã tìm ra cái người lừa đảo cho cô ấy 100 triệu mà đi kiện cái gì? Cái ông luật sư nào mà nhận kiện thì chắc ổng cũng bó tay. Sau khi mà ổng nhận cái hồ sơ, ổng nghiên cứu hết rồi, ổng trả hồ sơ lại chứ ổng dám đâu. Nghe cái thông tin nào là hoa hậu ao làng hỗ trợ cho chi phí đi mời luật sư đi kiện. Các bạn khỏi cần. Các bạn có một cái anh quân sư nào đó ở trong nhóm của cô Linh Lan đó các bạn, nói là biết hiểu luật nhiều lắm, nào là đi kiện thầy cô gửi là ở phòng giáo dục ở Vĩnh Long nè, rồi công an Vĩnh Long nè, công an Đồng Tháp nè, vân vân. Ảnh liệt kê ra một số cơ quan ban ngành, ảnh biết lắm rồi viết đơn như vậy đó. Thì anh đó là đi kiện đi. Mấy lần trước nói đi kiện thầy cô rồi, tới bữa nay sao không thấy kiện. Và kiện lại những cái người mà đứng lên là nói xấu cô đó, mà cô có tốt đẹp gì đâu mà không nói xấu trời, đâu có ai nói xấu đâu, đó là nói sự thật để cho cô hiểu được và cô quay đầu. Nhưng mà bản thân cô rồi, Quang Quang Long nói con nhỏ này mà súng có bắn nó cũng không nhận nó là sai. Bây giờ mình sai trắng trợn rồi, thứ nhất đi giật chồng người ta là đã sai rồi, các bạn thấy không?
Rồi bây giờ tiếp tục cái vụ mà lừa đảo 100 triệu này. Bây giờ người ta tìm ra cho mình manh mối cái người lừa đảo mình mà mình đi phát đơn đi kiện, không biết kiện làm sao ta. Hầu như những cái người này hỗ trợ giúp đỡ cho cô Linh Lan này để đi trái lại với pháp luật và đi trái ngược lại với cái dòng đời đó các bạn. Không hiểu làm sao đâu. Vậy mà bây giờ các bạn tung hô lên, các bạn mừng lắm. À, mừng cho cô Linh Lan, tin vui cả nhà ơi, mừng cho cô Linh Lan này được Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền đi mời luật sư, rồi ai đó là quyên góp tiền. Thực sự ra nhá, các bạn thấy là bây giờ kêu gọi cái kênh mà Hương Radio đó các bạn, một cái cô này hết sức là xảo trá luôn các bạn ơi. Trước đây là đã từng là chửi Linh Lan hang, bóc phốt cô Linh Lan, rồi bây giờ giả danh qua là lấy những cái app gì đó đánh đổi giọng của mình, đổi hai ba lượt giọng, cho nên là ra cái kênh đó. Và trước đây cô cũng nói là Việt Nam sử dụng luật rừng, cô nói thì cô phải nhớ, và cái video của cô đừng có gỡ, mọi người cũng download lấy bằng chứng hết rồi. Cô nói Việt Nam sử dụng luật rừng và muốn đi tìm cái anh công an mà đưa ra những cái công văn xác minh nhân thân của cô Linh Lan đó. Như vậy bạn làm gì? Bạn muốn bây giờ đối đầu với công an phải không? Bây giờ công an đưa ra những cái việc đó thì bạn cho rằng là cái việc cá nhân. Nếu mà công an mà không đưa ra thì các bạn thấy là cái cô Ngô Thị Trúc Ly này làm sao mà cổ tự nhận ra Ngô Thị Trúc Ly. Tất cả đều các bạn thấy là không có công an hỗ trợ mà đưa ra những cái danh tính của cổ á, thì cộng đồng mạng nói không lợi cổ đâu, và cổ là gian xảo dối trá tới lúc nào nữa. Còn bây giờ là bạn đi quyên góp, bạn kêu gọi cộng đồng mạng để đi hỗ trợ cho cô Linh Lan này gần 200 triệu, mà chuyển cho ai? Không chuyển cho Ngô Thị Trúc Ly mà chuyển cho cô em gái của mình là Phan Thị Ngọc Linh. Sao kỳ vậy ta? Ủa bây giờ bắt đầu xà qua tới là Phan Thị Ngọc Linh nữa rồi, tiếp tục để làm vợ Quan Quan Long tiếp phải không? Hả sao? Bây giờ Ngô Thị Trúc Ly thì đem về cho Ngô Thị Trúc Ly đi. Đó, đưa cái tài khoản cộng đồng mạng, ai thương tình thì ai là muốn cho nhiêu thì cho, đó là quyền của họ, ai ngu thì cho ráng chịu. Đó, cái đồng tiền mình đi làm cực khổ đó, để mình làm những cái việc khác nó có ý nghĩa hơn, góp ích cho cộng đồng và xã hội hơn. Còn đi góp cho cái người mà ăn không ngồi rồi là ngửa tay xin tiền như vậy đó, tôi không hiểu các bạn bênh vực cái gì. Bây giờ liên tiếp là lừa dối cộng đồng mạng, tới nước này mà các bạn còn không hiểu được các vấn đề mà còn quyên góp tiền để cho cô này đi kiện lại những người khác, kiện Phan Phong với anh chàng bán rau. Thật là buồn cười. Ở đây tôi không có binh vực ai hết trơn ha các bạn. Ở đây giả sử như Phan Phong với anh chàng bán rau mà có sai đi nữa thì pháp luật sẽ xử lý thôi, và đồng thời cộng đồng mạng người ta cũng quay lưng thôi các bạn. Còn cái này người ta đi tìm ra cho mình, mà bây giờ mình đem cái tính mạng mình và con mình ra để mình dọa người khác. Tôi mà có việc gì thì xin pháp luật phải truy cứu. Xin lỗi à, bạn có đi tìm Quan Quan Long đi, xuống dưới càng sớm càng tốt, mọi người mừng đó các bạn. Bạn đi xuống dưới với Quan Quan Long, đặng xây túp lều tranh hai quả tim vàng ở dưới đó ha. Xuống dưới coi chừng Quan Quan Long nói thôi anh gả em cho Diêm Vương đi, chứ bây giờ anh đi xuống tới đây rồi, em đi xuống đây em tìm anh nữa anh sợ lắm. Rồi các bạn ơi, đây là những cái bằng chứng xác thực mà cô Linh Tinh này đã chuyển cho Lâm Thành Niệm ha các bạn. Đây là một cái bằng chứng mà chuyển vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 ha các bạn. Các bạn thấy con người này quá lươn lẹo đi. Vân Quang Long mất là ngày 29 tháng 12 năm 2020, thì là tới ngày 31 và bắt đầu cô này lên video rồi các bạn, chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng là em bị người khác lừa em 100 triệu và cái số tiền em chuyển liền. Coi như là Vân Quang Long mà nằm xuống một cái là có cái kế hoạch liền, còn hơn là đạo diễn nữa các bạn. Đầu óc cô làm sao nghĩ ra những cái chuyện đó hay dữ vậy ta. Đó, bây giờ cái số tiền này các bạn thấy ha, chuyển mấy lần, chuyển 3 lần, mua vé máy bay. Bây giờ mình phóng to cho các bạn xem ha, lần thứ nhất là 4 triệu nè, đó, lẻ 8.800 đồng. Lần thứ hai là cái này là tiền phí 8.800 thôi các bạn, coi như mình đọc chẵn ha, 20 triệu đi. Rồi cái lần thứ ba là 36 triệu. Rồi các bạn thấy là ghi chú là diễn giải khi mà chuyển cho ai đó là Lan chuyển khoản tiền vé máy bay. Ở đây là Lan chuyển khoản tiền vé máy bay. Còn chỗ này là phóng to lên cho các bạn xem nha. Đâu rồi? Ghi chú chỗ phần này nè các bạn. Các bạn thấy cái chữ không? Lan chuyển khoản niệm tiền máy bay. Đọc từng chữ cho cộng đồng mạng và mọi người xem cho kỹ nha. Lan chuyển khoản niệm tiền vé máy bay. Như vậy rõ ràng thấy chuyển cho Lâm Thành Niệm đúng không?
mà mình nói ngay từ đầu rồi các bạn ạ. Khi mà mình chuyển tiền cho ai thì cái tài khoản cũng có cái tên, mặc dù là bạn nói là người đó không đưa cho bạn một cái tên mà bạn lấy cái số tài khoản chuyển. Xin lỗi Lan ơi, trời ơi Lan giống như là thời công nghệ 4.0 mà Lan tính là đưa cộng đồng mạng đi vào cái thời mà xa xưa, thời tiền sử, coi như là chuyển khoản mà không có cái tên chủ tài khoản các bạn. Đó, em chuyển cho ai, em làm cái gì trên tài khoản thì là chủ tài khoản nó xuất hiện chứ. Đây, Lan chuyển cho Niệm nè. Như vậy đúng trong cái thời điểm đó là cô và Lâm Thành Niệm đã cấu kết với nhau để lập ra một mưu kế lừa đảo cộng đồng mạng. Ví dụ như chuyển là cho Lâm Thành Niệm 100 triệu nè, ông này mới ra tù mà, bây giờ em sẽ chích cho anh 10 triệu, ông kia ông mừng húm các bạn ạ. Rồi cô Linh Lan này sẽ lấy lại là cả tỷ đồng thì sao, Mạnh Thường Quân ùng ùng quyên góp cho mình nè. Như vậy chỗ này cô Linh Lan trả lời cộng đồng mạng ra sao đây? Ngô Thị Trúc Ly đâu? Ngô Thị Trúc Ly phải ra mặt, và Ngô Thị Trúc Ly đừng có núp ở xó nào mà trốn nữa, đừng có leo cây xoài cây ổi nữa, bây giờ phải ra trả lời cho cộng đồng mạng xem Ngô Thị Trúc Ly đâu. Bây giờ Ngô Thị Trúc Ly chuyển tiền cho Niệm tiền vé máy bay, như vậy cô có quen biết Lâm Thành Niệm hay không, và cô có đồng lõa với Lâm Thành Niệm hay không? Thì ở đây tất cả cộng đồng mạng và quý vị khán giả xem các cô này có đồng lõa hay không ha các bạn. Đây là một cái lời bình luận dành cho quý vị khán giả. Bây giờ cô còn giải thích gì với cộng đồng mạng hay không? Bây giờ cô chuẩn bị đi, anh em cô chuẩn bị con đường đi rồi đó. Coi như đi thẳng vô nhà đá luôn là được vào rồi đó các bạn. Cấu kết với Lâm Thành Niệm mà dám nói là người khác lừa đảo. Như vậy vô tình á, các bạn thấy là đây là một cái câu chuyện mà 4 tháng đã trôi qua rồi, tính là êm đẹp. Bây giờ Phan Phong tìm ra rồi, bây giờ lấy tính mạng mình để đe dọa, và đồng thời kêu gọi mọi người khác đang ủng hộ cho cô cái số tiền để mướn luật sư. Tôi không hiểu ông luật sư nào mà nhào vô câu chuyện này. Ông xem kỹ hồ sơ rồi, bảo đảm với các bạn là ông trả luôn hồ sơ, ông dám nhận đâu. Trời đất ơi, như thế này mà cô bắt luật sư là phải đổi trắng thành đen này, làm sao mà đổi được vậy các bạn. Không có ai mà vô nhận cái vụ này đâu các bạn ơi. Dù cho cái số tiền bao nhiêu đi nữa thì luật sư người ta cũng có thể là góp ý tham khảo cho cô thôi. Chứ bây giờ người ta mà đứng cái vụ này để lật lọng lại, coi như là ông kia cũng vô tình vi phạm pháp luật luôn rồi sao. Bây giờ cô cố gắng cô đưa những cái hình ảnh của Lâm Thành Niệm ra, rồi anh em đi đầu thú luôn đi các bạn. Bây giờ nên làm lại cuộc đời của mình, bây giờ đi đầu thú là nói mình là trong cái vụ lừa đảo đó. Bây giờ em đã lầm lỡ rồi, em đã lỡ rồi, em tính hốt tiền của Mạnh Thường Quân, ai ngờ bây giờ em hốt không được rồi, em lỡ làm mưu kế để là nói là lừa đảo, bây giờ em là đồng phạm trong cái người lừa đảo như vậy. Thôi bây giờ em ra đầu thú để mong pháp luật khoan hồng cho em. Cái cô này cổ nói cổ khôn mà cổ không qua mặt được đâu các bạn. Hai lần đầu cổ chuyển là để là Lan chuyển khoản tiền vé máy bay, lần thứ hai cũng để Lan chuyển khoản tiền vé máy bay, nhưng mà cái lần cuối cùng vô tình để cái tên Lan chuyển Niệm tiền vé máy bay. Em thấy là em có khôn không Lan? Đó, em khôn nhưng mà em dại lắm, ngu ơi là ngu luôn mà bảo là khôn trên cộng đồng mạng. Phải nói là một con người như em mà cái đầu của em làm cái gì em qua được nổi cộng đồng mạng? Thì lúc đầu cũng qua đó, qua mặt hết được mấy tháng nay rồi, bây giờ không còn qua nữa, bây giờ lấy cái tính mạng mình ra đe dọa người khác. Mọi người cũng mong em là đi xuống dưới Vân Quang Long để hai người ở dưới là sống là xây dựng túp liều tranh hai quả tim vàng đó. Xuống dưới Vân Quang Long, ủa em đi đâu vậy, anh đã sợ em rồi, anh đã đi xuống tới đây rồi mà em còn đi tìm. Thôi được rồi, anh kiếm cho cận thần nào đó, anh gả em lại cho anh ấy, chứ bây giờ anh không dám nhận em ở dưới gì âm phủ này nữa đâu. Thôi sợ em, bye bye em nha. Cộng đồng mạng thân mến, tất cả quý vị khán giả có thể chia sẻ những cái thông tin này, chia sẻ cái video này lan rộng cho mọi người, để Mạnh Thường Quân ai đó người ta có thể là xem được, để người ta nhận ra cái điều đó là không sự thật, để họ có thể là yên tâm làm từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh khác ha các bạn. Đây là một cái vụ mà lừa đảo mà mấy tháng nay các bạn ơi. Bây giờ hy vọng là công an thành phố, công an Vĩnh Long, nói chung là cơ quan ban ngành sẽ vào cuộc để vạch trần những cái người lừa đảo như thế này các bạn. Lừa đảo cộng đồng mạng, lừa đảo xuyên lục địa luôn các bạn ơi. Phải nói trơ trẽn quá Ngô Thị Trúc Ly ơi. Bây giờ Ngô Thị Trúc Ly đâu, ra nên đi đầu thú, thú tội với công an và thú tội với cộng đồng mạng là em đã là từng dàn dựng lên cái vụ này. Chứ còn bây giờ là mời luật sư đi kiện lại những cái người mà tìm ra sự thật cho em, những cái người mà môi móc em ra. Em bảo là người ta môi móc mà người ta đi tìm cho em, mà bây giờ em bảo là môi móc. Bây giờ hết con đường rồi các bạn ơi, đường cùng, đường nào cho em đi.
còn một con đường duy nhất là con đường nhà đá. Em hãy đi vào đó mà yên tĩnh ha. Vô trong đó sướng lắm, có công an đồ bảo vệ canh gác em hết trơn. Em không có cần lo sợ gì hết trơn á. Đi vô đó đi mà, yên nghỉ ha. Và cái ý thứ hai, xin phép tất cả quý vị khán giả, cộng đồng mạng, mình cũng mong muốn mình chia sẻ cái video này đến cho tất cả quý vị khán giả Mạnh Thường Quân. Chúng ta hãy hiểu rằng cái câu chuyện của cô Linh Lan này nó đã thực tế là như vậy. Thì các bạn có tiền, các bạn ủng hộ cô Linh Lan hoặc là các bạn ủng hộ bất cứ mảnh đời bất hạnh nào, đó là cái quyền làm từ thiện cho mình. Nhưng các bạn thân mến, khi chúng ta làm từ thiện thì chúng ta phải hiểu cái hoàn cảnh của người đó là có khó khăn thực sự hay không, hay là họ cần thực sự cái số tiền hay không. Đó, còn bây giờ cái cô Linh Lan này là một con vợ bé, vợ hờ đi giật chồng người khác và lường gạt cộng đồng mạng. Kể cả cái cách cư xử trên cộng đồng mạng cũng không tốt, kể cả gia đình, cha mẹ bên chồng người ta không thương được mà cộng đồng mạng, các Mạnh Thường Quân thương chỗ nào. Cổ bây giờ lưng dài vai rộng, không có đi làm gì, bám theo trai, bám lấy cái đồng tiền để sinh sống. Và tới ngày hôm nay thì tiếp tục ngửa tay xin tiền. Các bạn biết không, các bạn sinh con ra 4 tháng hoặc là 6 tháng các bạn đã đi làm rồi. Còn cái cô này ăn ngửa tay mà con bé Helen là hơn 3 tuổi rồi mà vẫn không đi làm. Như vậy các bạn thấy là bạn có cần phải chuyển tiền về để hỗ trợ cô này không? Cổ đâu có nghèo khó gì đâu. Tiền cô ấy còn rất là nhiều, hàng trăm triệu đồng, ca sĩ chuyển nè, tiền Phúng Điếu nè, tiền Mạnh Thường Quân cho nè. Như vậy thì giờ cộng đồng mạng là còn quyên góp hỗ trợ cái gì nữa? Mà một con người giả chân giả nghĩa hiện tại là cấu kết với là Lâm Thành Niệm để lập ra một cái kế hoạch là nói là lừa cộng đồng mạng như vậy. Thì thử hỏi các bạn đã hiểu rồi, bây giờ các bạn mong góp tiền để cho cô ấy để làm gì nữa? Các bạn ơi, các bạn có tiền, các bạn có quyền, nhưng mà các bạn làm từ thiện phải nơi nào cho nó phù hợp. Bây giờ hy vọng cái câu chuyện này chia sẻ lan rộng trên cộng đồng mạng để các bạn hiểu được là cái cô Linh Lan này sống như vậy giả trân giả nghĩa và lừa đảo cộng đồng mạng để nhằm trục lợi cho cá nhân mình. Như vậy thì cộng đồng mạng hãy suy nghĩ lại có cần gửi tiền hay không. Hiện tại cái kênh Hương Radio đã là sỉ nhục ha, chửi bới là pháp luật Việt Nam là sử dụng luật rừng, và đồng thời là nói là công an đi tìm cái anh công an mà đưa ra những cái văn bản nói về của cô Lan xác minh thân nhân đó các bạn. Và cô này cũng muốn đi tìm công an. Như vậy những người YouTuber này nè đang hỗ trợ cô Linh Lan đó, như vậy hỗ trợ cổ luôn, đi xuống dưới công an Vĩnh Long á, đi xuống dưới đối chất và tìm mấy anh công an ở dưới Vĩnh Long giùm mình đi, ở đó có trụ sở địa chỉ đàng hoàng, tìm ra tới liền, gán đi xuống dưới tìm mấy anh công an ở dưới đó để hỗ trợ cho các cô mà trong Hương Radio đó các bạn. Mình là một cái con người là chung tay góp sức để lừa đảo cộng đồng mạng đó. Cha mẹ dòng họ anh em mình vẫn còn ở Việt Nam này hen, mình ăn cơm uống nước Việt Nam, mình sống mình lớn lên, mà giờ này mình nói là Việt Nam sử dụng luật rừng, có phải là bạn xúc phạm tới là pháp luật Việt Nam hay không, con người Việt Nam hay không? Như vậy con người bạn ở đất nẻ chung lên à, không phải là con người nguồn gốc Việt Nam hay sao? Bạn đừng có giả danh giả giọng các bạn, giả chân giả nghĩa các bạn ơi. Đó, bây giờ trước khi mình đã nói bóc phốt cô Linh Lan rồi, bây giờ mình dùng cái app mình đổi qua 2-3 thứ tiếng để mình mắng chửi gia đình thầy cô. Một mặt khác thì mình nói mình thương yêu anh Vân Quang Long như là anh ruột của mình hỗ trợ, mình giúp đỡ, mình thương các con của anh Vân Quang Long. Mà trong khi đó mình giả cái giọng qua cái giọng khác rồi mình chửi thầy cô, chửi gia đình của Vân Quang Long. Còn bây giờ mình kêu gọi cộng đồng mạng nữa, góp về cho cô Linh Lan 200 triệu để cô Linh Lan là đi mời luật sư đi kiện. Không biết Mạnh Thường Quân nào hiểu cái câu chuyện này mà góp là mấy lạ đó. Thật sự mà nói, nếu như cái sự kêu gọi của cô ta mà Mạnh Thường Quân góp về như vậy, thật sự là một cái câu chuyện đáng buồn luôn đó các bạn. Mạnh Thường Quân hãy nghe và lắng nghe cộng đồng mạng, lắng nghe những gì thực tế để các bạn á, là cho ai thì đúng người và đúng cái hoàn cảnh khó khăn thì bạn hãy cho. Chứ các bạn cho như vậy á, vô tình làm cho cộng đồng mạng cảm thấy rất là buồn á các bạn ạ. Bây giờ có nhiều Mạnh Thường Quân lắm mà, giống như bây giờ có Hoa hậu A Làng nào đó bây giờ hỗ trợ cho cô Linh Lan đi mời luật sư, chi phí, toàn bộ chi phí cho luật sư thì cô ấy chịu. Cũng cảm ơn bạn, chắc có lẽ là bạn đồng cảnh ngộ với cô Linh Lan này, cho nên bạn bây giờ bạn mới binh vực cô Linh Lan như vậy. Thử hỏi đi, trong cộng đồng mạng và mọi người, từ xưa tới nay một con người mà đi giật chồng người khác, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của người ta, phá gia can như vậy,
mà các bạn còn binh vực, tôi không hiểu binh vực cái gì. Mai mốt bạn cũng có con trai ha các bạn. Nếu như một ngày nào đó con của bạn rơi vào hoàn cảnh giống như Vân Quang Long như vậy đó, gặp con tiểu tam nào nó đối xử với bà mẹ chồng không ra gì, mà bạn tiếp tục thương yêu ủng hộ nó, hay là bạn sống dở chết dở với nó vậy các bạn? Những người mà hiện tại bây giờ vẫn còn một cái tư tưởng lệch lạc các bạn ơi, cái đầu óc của bạn có vấn đề, cái não của bạn nó có khuyết tật á, khuyết tật tâm hồn thì không nói rồi, bây giờ khuyết tật tới bộ não nữa. Có nghĩa là các bạn không phân biệt ra cái câu chuyện nào đúng, câu chuyện nào sai để các bạn tiếp tục đi lệch hướng như vậy, thực sự là đáng buồn cho các bạn. Mà trong khi đó pháp luật Việt Nam đã rất là rõ ràng. Thứ nhất là không công nhận vợ chồng với Vân Quang Long, không có giấy kết hôn, có ai mà công nhận không? Vi phạm luật hôn nhân và gia đình, trong khi đó Vân Quang Long còn vợ, mà nhào vô gia đình của người ta, đem chồng người ta đi ra khỏi cái gia đình, rồi cuối cùng phải ly dị. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bản thân cô, là gia đình, gia cảnh của cô thì các bạn đã thấy rồi đó. Gia đình rất là lộn xộn từ trên cho tới dưới luôn ha các bạn. Đây là một cái con người mà nếu như người ta đã sai lầm trong cuộc sống thì người ta mong làm lại cuộc đời. Còn cái này là cô này vẫn bướng bỉnh súng bắn mà còn không sợ nữa, chứ đừng có nói mà quay đầu. Chắc có lẽ là bây giờ chỉ còn một cái cơ hội quay đầu lần cuối cùng nữa thôi các bạn, đi vào nhà đá. Ở nơi đó cô ấy sẽ được bình yên và cô ấy sẽ được cảm thấy là những cái tháng ngày mà cô ấy suy nghĩ lại ha các bạn. Chứ còn bây giờ ở sống xã hội dương gian này mà sống như vậy thì làm sao mà trở thành một con người tốt được các bạn ơi. Những con người như cô Linh Lan thì phải cần có cái sự giáo dục của xã hội, giáo dục của pháp luật thì cô này mới nghe. Chứ còn bây giờ là không có ai giáo dục cổ nổi rồi, cha mẹ nói không nghe và những cái người mà xung quanh họ hàng cũng xấu hổ nhục nhã về cái bản thân cô này. Mà bây giờ Mạnh Thường Quân còn hỗ trợ góp tiền cho cô này để cô này ăn sung mặc sướng và đồng thời đi kiện lại những cái người mà làm chính nghĩa giúp đỡ cho cô ấy. Không biết bạn kiện chỗ nào và những cái người nào mà góp tiền cho cô ấy thì chúng ta hãy xem lại coi mình có cần thiết là như vậy hay không. Cần thiết góp cho những con người mà giống như cặn bã trong xã hội. Tại vì khi mà cô lấy chồng người ta là cô vi phạm luật hôn nhân gia đình rồi. Cô đã vi phạm rồi, những con người như vậy thuộc cái tầng lớp cặn bã của xã hội. Nhưng mà bây giờ cổ nói là cổ ngẩng cao đầu đi trong sự yêu thương của mọi người. Xin lỗi là cộng đồng mạng, những người nào mà u mê, những người nào mà có lệch lạc về tâm hồn và cái não có vấn đề cho nên mới là thương yêu cô này. Đó, bây giờ cô đã ngẩng đầu bước đi trong sự là thương yêu của mọi người. Mình hãy cúi mặt đi, sắp cúi mặt xuống rồi đó. Nếu như một con người người ta hiểu biết á các bạn, người ta biết câu chuyện là của mình là đúng hay là sai á, là mình cúi cái mặt xuống, mình đi đã từ lâu rồi, mình đã quay đầu từ lâu rồi. Đó, bây giờ bạn làm sai thì xã hội vẫn cho các bạn có cơ hội để các bạn làm lại cuộc đời chứ. Giống như cô Linh Lan này á, là làm lại cuộc đời, còn cái này không đâu. Chừng nào mà vào tù ra tội rồi đó, bạn mới làm lại cuộc đời được. Con của mình mà mình không có xác định được huyết thống với Vân Quang Long mà. Bây giờ cho tiền đi xét nghiệm ADN đi, mấy triệu, vài triệu à. Cô còn tiền đầy. Mạnh Thường Quân có cần cho không? Bây giờ đi xét nghiệm đi. Bây giờ nói Ái Vân á, là trước đây á, Ái Vân đi xét nghiệm con của mình. Đó, bây giờ cả hai đi xét nghiệm thử xem. Ngày xưa nói là Ái Vân là con của cổ, không phải con của Vân Quang Long. Bây giờ người ta đồng ý đi xét nghiệm đó. Bây giờ con bé Hai Lành nó có dám đi xét nghiệm không? Nói mấy tháng nay, mấy anh YouTuber nói mấy tháng nay có dám đi xét nghiệm hay không? Các Mạnh Thường Quân thân mến, chúng ta hãy xem lại ha. Đây là một cái video mình chúng chia sẻ thật lòng với quý vị khán giả. Ở ngoài kia còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh khó khăn, các bạn phải cân nhắc lại có nên là chuyển tiền cho cô Linh Lan này hay không? Hay là làm từ thiện những cái nơi mà nghèo khó ha các bạn? Đây là một việc làm từ thiện mà có ý nghĩa, cho nên các bạn phải làm những cái nơi nào mà thực sự nó có ý nghĩa đối với cái đồng tiền đó các bạn à. Thì bây giờ nếu như bạn chuyển mà nó lệch hướng như vậy thì cái đồng tiền nó rơi vào kẻ xấu như vậy thì các bạn có cam lòng hay không? Đó, đồng tiền từ thiện của mình giúp đỡ cho những người khó khăn, mảnh đời bất hạnh, chứ còn cái cô này có khó khăn, có bất hạnh gì đâu. Lưng dài vai rộng mà các bạn chuyển tiền về cho họ để làm cái gì? Mà các bạn thấy Hương Radio kêu gọi mọi người để chuyển tiền về cho cô Linh Lan quyên góp đủ 200 triệu. Đó, xin quyên góp mà còn quyên góp cho đủ tiền nữa các bạn. Mà chuyển về cho Phan Thị Ngọc Linh, chứ không phải là cho cô Ngô Thị Trúc Ly. Như vậy cái cô Ngô Thị Trúc Ly cấu kết với bao nhiêu người nữa các bạn. Họ là một cái tập đoàn,
một cái tập đoàn lừa đảo cộng đồng mạng trong nước cho tới ngoài nước, mà bây giờ các bạn vẫn kêu gọi để là quyên góp cho cô cái số tiền như vậy để đi kiện lại. Tôi không hiểu kiện cái gì, bây giờ đâu có cần gì kiện, không có cần gì đi kiện nữa mà không tốn một phí đồng tiền nào cho luật sư cả. Bây giờ cô Linh Lan này đi thẳng tới công an trình báo sự việc, nói bây giờ Phan Phong đã tìm ra cái anh Lâm Thành Niệm rồi đó, nói là em là cấu kết với Lâm Thành Niệm. Như vậy thì bây giờ em trình báo công an, em cho thêm công an là những cái thông tin như thế này ABCD nè, để công an hỗ trợ giúp đỡ em tìm ra cái người lừa đảo. Em không có liên quan gì tới Lâm Thành Niệm, em không có quen biết. Như vậy để công an điều tra ra cho bạn, đâu có cần gì mà mướn luật sư gì đâu. Trời ơi, mướn luật sư chi cho tốn tiền vậy trời. Bây giờ đi tới công an trình báo vô đi, rồi công an sẽ làm việc cho cô. Đảm bảo với cô ha, nếu mà cô bước chân tới công an là ở bên đó là người ta welcome cô liền. Người ta đang chờ đợi cô để đi tới là trình báo sự việc. Mong cô mấy tháng nay rồi mà cô có tới công an đâu. Cô có tới cái chỗ mà nơi đi làm việc đâu. Cô có tới cơ quan chức năng đâu. Cô có báo sự việc đâu. Bây giờ đi đi, không cần tốn một đồng nào cho luật sư. Công an sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của cô và mời cô lên đó làm việc, khai báo những cái thông tin và những cái lời tố giác, tố cáo gì của cô trên đó. Cô đi đến đó, công an sẽ hướng dẫn chi tiết từ A tới Z, không cần mướn luật sư. Bây giờ cả các tập đoàn lừa đảo của các bạn á, bây giờ lo rung đi. Đó, bây giờ trong cái giấy chuyển tiền của cô Linh Lan vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 có ghi là chuyển tiền cho Niệm ha, tiền vé máy bay. Như vậy thì bây giờ Lâm Thành Niệm này là anh rể hờ của cô Linh Lan nè. Bây giờ cô Ngô Thị Trúc Ly phải ra video khẳng định rằng em có quen biết với Lâm Thành Niệm hay không? Lâm Thành Niệm là ai? Là một người có liên quan gì tới gia đình của cô hay không? Hỏi cô Ngô Thị Trúc Ly, một con người lừa đảo không gian mạng, lừa đảo cộng đồng mạng, lừa đảo quốc tế luôn. Như vậy Ngô Thị Trúc Ly đâu? Hãy lên video trả lời cho cộng đồng mạng biết là cô có mối liên hệ gì với Lâm Thành Niệm trong cái vụ án 100 triệu bị lừa đảo. Ngô Thị Trúc Ly đâu? Hãy ra trình báo công an, cung cấp cho công an thêm một số thông tin mà Phan Phong đã tìm ra. Ngô Thị Trúc Ly hãy nhanh chóng đi tới công an trình báo. Ngô Thị Trúc Ly đâu? Các bạn thân mến, mình cũng như là tất cả quý vị khán giả cộng đồng mạng cũng mong muốn công an vào cuộc để dẹp loạn những cái người mà họ cấu kết với nhau, họ trở thành một cái tập đoàn lừa đảo cộng đồng mạng, lừa đảo mọi người trong nước cũng như là ngoài nước ha các bạn. Đây là một cái câu chuyện hết sức là đáng buồn các bạn ơi, liên quan tới pháp luật, không những về đạo đức của con người mà là liên quan tới pháp luật nữa các bạn à. Đây là một cái câu chuyện mà phải nói cộng đồng mạng cũng hãy công tâm, chúng ta hãy nhìn nhận lại một cái vấn đề nào đúng, vấn đề nào sai, để chúng ta phân biệt được những con người tốt và xấu trong xã hội này ha các bạn. Thôi thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những cái video và chờ đợi những cái tin tức mới ha các bạn. Xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.